nhà thầu cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo phải đóng cửa mỏ đất Đắp. Ngày 27 tháng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận chủ trì cuộc họp liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo xin gia hạn khai thác 6 mỏ đất Đắp. Đối với dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, trước đó tỉnh Bình Thuận cấp phép cho các nhà thầu khai thác đất Đắp tại 6 mỏ theo cơ chế đặc thù. Thời hạn khai thác tương đương với kế hoạch hoàn thành của dự án ban đầu là cuối năm 2022. Do dự án chậm tiến độ và được gia hạn thêm 6 tháng. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải, hiện nhu cầu đất đắp cho đường gom, đường dân sinh của dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo khoảng 920.000 mét khối. Nhưng giấy phép khai thác đã hết nên các nhà thầu không có nguồn đất đắp, trong khi thời hạn hoàn thành dự án theo cam kết điều chỉnh không còn nhiều. Việc này khiến nhà thầu cũng như chủ đầu tư vô cùng khó khăn trong thi công. Các nhà thầu, chủ đầu tư đã nhiều lần xin chính phủ gia hạn khai thác các mỏ, đồng thời vừa khai thác vừa hoàn tất thủ tục mới hy vọng kịp tiến độ. Phía tỉnh Bình Thuận cũng cùng kiến nghị như vậy đến chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trường hợp trên không có cơ sở gia hạn khai thác. Bộ cho rằng do các nhà thầu đã chậm trễ nộp thủ tục xin gia hạn sau khi giấy phép hết hạn. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận yêu cầu các nhà thầu đóng cửa mỏ, bàn giao đất cho địa phương, hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã cấp trước đây. Các nhà thầu phải làm lại hồ sơ cấp phép khai thác mới. Trong thời gian hoàn thành các thủ tục, các nhà thầu không được phép khai thác. Đại diện một nhà thầu cho biết do các mỏ đất đắp trên lần đầu được cấp phép theo cơ chế đặc thù nên các nhà thầu không có kinh nghiệm trong việc làm thủ tục cũng như phương án gia hạn.